Rồi bây giờ là Hiển đang ở Châu Đốc các bạn nha. Nha thì chờ để tới Châu Đốc rồi. Giờ còn ra Đăng Phú đoạn nữa thôi. Hiển quay cảnh Châu Đốc bạn xem nha. Không thò được rồi. Từ đi. Hai thầy trò ghé uống cà phê ở Châu Đốc nha. Quán là đây, farm, coffee, ice cream. Cà phê và cà phê kem. Thì hiện đang đối diện với cái khách sạn Victoria. Rồi hai chồng chiếc phát, hai chồng chiếc phát đi ăn uống đây các bạn nha. Rồi. Thì bây giờ Hiển đã tới cái giường của anh Sơn rồi ha. Sau một tháng Hiển quay lại, gần một tháng Hiển quay lại nha. Thì giường anh Sơn là dùng cái chế phẩm combo của Hiển là cây to cho đệ tử riêng nha. Thì hôm nay thì Hiển sẽ quay cho các bạn sau gần một tháng Hiển quay lại cái giường mà anh Sơn anh tỉa. Thì nhiều người nói là Hiển tỉa sẽ thành củi ha. Bây giờ coi củi nè nha. Rồi này các bạn, cái cây mà Hiển đã tỉa giường anh Sơn bằng hết chống lỏng nha. Bên này nó ra lắp lá hết rồi nè. Nè thấy không, những cái cây này, những cây si của anh Sơn nè, lá như nhuyễn như lá nhãn chuồng, mà bữa nay lá nó đã phè rồi ha. Còn mà cái lá mà te bờ tua các bạn biết không, là anh Sơn nó bị gió đang cái lá non á, rồi bị cái gió lóc tới nó xoáy một cái rồi lá te bờ tua nha. Lá to nhưng mà nó gách trơn nè ha. Rồi bây giờ đây là cái mà cái đệ tử Hiển rất là thích làm kiểu này ha. Các bạn xem nha, Hiển cho bạn xem nè. Đây. Nè. Nè, mở nha. Rồi cái nè. Ghế nhãn các bạn. Đây là Hiển tỉa xong rồi là phân là Hiển đưa xuống trong vòng 1 2 ngày là anh Sơn anh làm luôn nha. Hay để trắng xóa không, Hiển không bôi nữa, đứt rễ các bạn nha. Cái này là cái mà then chốt mà nhiều người cứ mê cái vụ án này lắm mà không làm được các bạn nha. Thì cái mà Hiển phân miễn sản xuất để mà cho lính Hiển xài ha, chuẩn rất là cao nha. Nè em chụp hình bằng nhau nha. Giờ thôi thì mình đi tiếp tục vườn của anh Sơn nha. Thì vườn của anh Sơn thì Hiển cho ăn cái đợt này xong ha, thì Hiển cho trồng sầu riêng chính giữa clip các bạn nha, để ăn nhãn thời gian sau là Hiển cho lên sầu riêng luôn ha. Nhãn này thì mốt sẽ cho cây xỉa tiền, đốn cây trượng cây ha, để cho nó cân đối đừng tính tán luôn. Nè xem nè, đó ha, lá phè ha. Các bạn coi cái cây ngọn của nó nè ha, mập lù ha. Nè thấy không, cái ngọn đang lụa ở đây chưa bị lên ngọn đó không, mập lù à. Tiếp đó thì Hiển xuống thì cái vườn con Sơn cái ngọn nó ấm nhách nhôm mà, còn bây giờ thì cái ngọn nó mập lù các bạn nghe, anh Sơn khoái lắm. Cái thứ hai nữa là mình truyền thụ cái luôn cái kỹ năng là làm bét luôn nghe nè. Đó, đây là cái mà Hiển cho đệ tử Hiển làm cái bét cái này nè. Rồi sau đó cái mình chuyển sang á là mình cho phân tự động luôn, mình không còn tưới nữa nè. Những cây mới lên các bạn thấy không? Cái thứ hai cái chế phẩm của Hiển nè, hay cho lời đệ tử Hiển xài là cái lá nó dày lắm nha. Dày ha. Lá mướt đều nè, ngọn đẹp nè ha. Phần còn lại nữa là không dùng thuốc sâu nữa. Là sâu với gầy là không ăn được cái cây nhãn này. Đó là cái phần Hiển phân tổng hợp để Hiển dưỡng cho vườn đệ tử Hiển một cách tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất các bạn nha. Của ổng nè, các bạn cũng thấy ha, mấy ổng đang đi mồi rễ đắng kìa, nhưng mà không to nha. Đó, mấy ổng đang mồi rễ thấy không? Đó. À, thì hôm nay thì Hiển có cái công du xuống dưới đây, thằng xuống dưới mới Hiển mới gặp anh Hiền ở Long Bình á, Hiển nhận tỉa cây nhãn cho ảnh để tạo cái vườn nó đẹp hơn á, tán cây tốt hơn là Hiển nhận làm cho ảnh thôi, ảnh nào không gành á thì mình nhận luôn. Nè bộ lá lụa của anh ta nè, cái cây này gần cái chạy nó không bị vũ, không bị vũ nè, nếu mà nó không bị vũ là lá gì nè các bạn nghe, đẹp lắm, 3-4 ngón tay nè. Đẹp nè. Em nữa hả? Nè
Cái đây là cái cây thứ hai nha. Cái lá này chưa kịp già là nó lên cây nữa nè, thấy không nè. Thấy không? Mập ú ha. Dụ gì tôi nữa mấy ông. Đó. Ô quân. Nè. Chút qua. Cái cây này mà ông khoái cái này của mình đang tỉa cho ông nè. Tỉa bài bản ông khoái cái này dữ lắm nè. Khoái cái đó hả? Ghiền. Đó. Hiện cũng vậy. Mà coi nè. Ngọn đỏ lờm luôn nha. Ngon lành hết à. Sau này nữa là mấy ngày nó ngã nè. Ừ. Đâu có tôi tính cột gịch qua bảnh. Áp vào đi. Khỏi cột hả? Tự cũng ngã hả? À. Đẹp các bạn nghe. Cái này là cái cây tét nhánh của ổng nè, hiện sữa. Lại từ lưa trên. Ăn cơi nữa là bắt đầu là thấy mịt mù rồi. Không, cái bộ lá mới là nó đẹp lắm anh Sơn ơi. Đừng trúng gió đó nghe. Đừng có mắc gió nữa. Chị bệnh đó. Ai? Nó mới điện tôi mà. Điện nó làm gì? Có đâu. Nó mới điện tôi. Nó mới điện tôi. Tôi nói nó nói vậy. Lát bà Út vô đi. Nó còn kẹt chỏng cái gì á. Mập lù của chân à. Nó mới điện tôi. Nó chuyện tôi thì mà. Giờ chuẩn bị hiện cho đi cái can phân đặc biệt để giải độc KCL3 và giải độc cái phụ gia của túi gốc luôn. Và tăng nội sinh cho nó lớn tích hoàn hảo nhất có thể các bạn nha. Một cây nữa là sẽ phủ đầy cái vực này các bạn nha. Thôi, kết thúc clip mình đây các bạn nha.